chào tất cả các bác đam mê anh chơi bọn mình Tổ quốc nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác dòng loa siêu chất của Pioneer. Phần trên tay em đây là một cặp siêu chất Pioneer. Đây, đây là TS103S các bác nhé. Độ nhạy con này cũng rất là lớn, 91, và công suất max là 150W các bác nhé. Trở kháng là 8 ohm. Và các bác đang thưởng thức cặp em đã đấu phân tần sẵn ở trước mặt các bác này. Cặp này nặng 3 cân một cặp các bác nhé. Em sẽ đo đường kính cho bác nào cần ghép phụ loa vào dàn 12 cm, đường kính cả vành cho bác, đường kính xoáy ốc 11 cho bác nhé. Đó là dòng két họng kèn thôi. Dạ vâng. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Và em xin báo giá luôn. Cặp TS103S có giá là 1.250.000. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại bên dưới em sẽ liên hệ nhé. Hoặc liên hệ với số điện thoại em để sẵn phần dưới mô tả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.